Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Amang English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Amang English. Và hôm nay thì Thanh quay trở lại với chuỗi series về học đánh vần tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với quy tắc số 20 nhé. Ok, rồi, trước khi vào bài học ngày hôm nay thì mọi người hãy đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Amang English để đón chờ rất nhiều video clip hay và hữu ích từ Thanh nhé. Và sắp tới thì Thanh sẽ có một chuỗi các video clip về học tiếng Anh, học tiếng Anh theo chủ đề. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Thanh thấy nhận thấy một điểm rất là quan trọng của tất cả mọi người trong vấn đề học giao tiếp tiếng Anh, đó là gì? Đó là mọi người cứ bảo là mọi người không có vốn từ vựng để nói, rồi mọi người học trước quên sau. Cái điều đấy là điều rất là bình thường, bởi vì ngôn ngữ nếu mà bạn học mà bạn không sử dụng thì chắc chắn bạn sẽ quên. Thế nhưng mà cái việc nạp từ vựng đầu vào thì lại vô cùng quan trọng, bởi vì nếu như bạn không nạp từ vựng đầu vào thì bạn sẽ không có vốn từ vựng để nói. Chính vì vậy là một từ các bạn có thể gặp được một, hai lần, các bạn cũng chưa chắc đã nhớ được cái từ đó. Thế nhưng mà các bạn sẽ phải gặp rất là nhiều lần đến khi mà nó thành thói quen rồi ạ. Tức là mình cứ nạp cái từ vựng đầu vào như vậy, và khi đến một cái thời lượng nào đó, bạn đã có đủ cái lượng từ vựng nhất định, đủ lượng cấu trúc ngữ pháp nhất định, thì lúc đó thì bạn có thể show up, bạn có thể nói ngay trực tiếp, phản xạ luôn ra những cái từ mà có thể là bạn nghĩ là bạn đã quên rồi nhưng mà thực tế không phải. Đó, thì là sắp tới anh sẽ ra một chuỗi các video series về học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, thường là các chủ đề giao tiếp tiếng Anh thôi, và hy vọng là mọi người sẽ đón chờ cái chuỗi series đó. Sau khi mà kết thúc cái chuỗi video clip về học đánh vần tiếng Anh này thì Thanh sẽ quay trở lại và làm một cái chuỗi series về học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Ok, nếu các bạn đón chờ video clip đấy thì hãy comment ở phía bên dưới là các cái chủ đề mà các bạn sẽ có thể hay áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì các bạn comment ở dưới để Thanh làm lên content, sau đó quay video clip cho mọi người nhé. Ok, rồi xong, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ quay trở lại quy tắc ngày hôm nay luôn. Quy tắc ngày hôm nay là quy tắc số 20. Nếu mà ai chưa xem các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 19 thì có thể lên kênh YouTube của Amang English để xem lại các quy tắc. Chúng ta sẽ học theo một chuỗi các bài giảng, và như vậy thì nó sẽ liền mạch, và nó sẽ how to say, nó như một cái bài giảng như trực tiếp ở trên lớp mọi người hay học thôi ạ. Nhưng chẳng qua là Thanh chia nhỏ các quy tắc ra và mỗi ngày mình học một chút. Đúng không? Thì quy tắc ngày hôm nay là từ có chứa UR. Yes, từ có chứa UR. Vậy thì xem quy tắc hôm nay là gì nhá. Firstly, how to pronounce these words. Mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào nhỉ? Từ đầu tiên là cái từ nhà thờ đúng không? Mình phát âm nào nhỉ? Có phải là church không? Hey, cái này sẽ phát âm là church. 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 Ok, cái này âm này hơi khó. Có chữ chờ trước và chữ chờ sau. Ch, ch, ch. Ok, church. Đó, church. Church. Đó, ok, là nhà thờ đúng không ạ? Next one, cái từ đốt cháy đúng không? Mình có từ, có nhiều người đọc là burn burn, không phải nhá, đúng không? Burn, burn. Mọi người có cảm thấy cái giọng ồm ồm không ạ? Đó, tức là cái này là cái UR này là cái âm ơ dài đó. Và mình sẽ đọc là burn, burn. Yes, và cái từ y tá cũng tương tự, mình sẽ đọc là nurse, nurse. Nurse, nurse. Ok, rồi. Vậy thì ba cái từ này có đặc điểm chung, đó là xuất hiện cái chữ UR. Vậy cái chữ UR này nó có đặc điểm gì và nó xuất hiện cái quy tắc gì trong ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay nhé. Rồi, quy tắc số 20, rule number 20. Trong từ có một âm tiết, trong từ có một âm tiết mà các bạn thấy xuất hiện chữ UR, mà sau chữ UR cộng một phụ âm, hoặc là UR đứng cuối của từ, thì UR sẽ được đọc thành âm âm ơ dài nhá. Rồi ạ. Nhắc lại này, trong từ có một âm tiết mà xuất hiện UR, mà UR cộng một phụ âm hoặc là UR đứng cuối từ, thì UR sẽ được phát âm thành âm Mọi người cố gắng nhá. Đến bài số 20 thôi thì có quyển sổ ghi các quy tắc đánh vần đấy ạ. Mọi người ghi lại cho Thanh vào sổ nhá. Ok, mỗi quy tắc mình học một xíu nhưng phải ghi lại, được chưa? Rồi, vậy thì cách phát âm cái âm này như thế nào? Để xem nhá. Rồi, cái này Thanh đã hướng dẫn rồi. Mọi người có thể nhìn cái slide ở đây, Thanh đưa cho mọi người cái hình đúng không? Cái hình khẩu hình miệng đó.
cái âm này thì cái miệng của mình để há tự nhiên, há há há, há mở tự nhiên đúng không? Và thứ hai, có một cái phần quan trọng là miệng thì hơi mở ra, hai hàm răng thì hơi tách nhau, hai hàm răng thì hơi tách nhau ra, và môi thì hạ thấp xuống một chút so với âm er, và lưỡi hàm môi đều thả lỏng. Kéo cái bạn, đây là cái cuống lưỡi này mọi người, đây là cái cuống lưỡi này, mọi người kéo cái cuống lưỡi về phía trong, thì nó sẽ phát âm được cái âm đó. Mọi người thử làm theo thanh nhá. Đúng không? Kéo cuống lưỡi vào trong, cái cuống lưỡi nó đang như này, nó kéo lên trên. Repeat after me. Nhắc lại theo thanh nhá. Ok, đúng rồi. Cố gắng luyện thật nhiều. Bây giờ luyện bằng cách nào? Luyện vào từ ngay lập tức luôn. Ok, this one. Rồi, xác định nhẩm từ vựng này. Trong từ có một âm tiết mà mình thấy xuất hiện, đó là UR. Và sau UR cộng một phụ âm, cộng phụ âm hoặc là UR đứng cuối từ, thì UR được phát âm là âm R dài. Âm R dài viết thế nào mọi người? Số 3 viết ngược này, số 3 này và số 2 chấm này. Đó là cái âm R dài, được chưa? Và mình sẽ đọc là burnt, 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 burnt. Yes, tức UR này xuất hiện này, ơ dài này. Surf, F chữ F này. Surf, surf, surf. Next one, U này. Hole, chữ L cong lưỡi lên nhá. Hole, 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 hole. Yes, UR tiếp theo này. Đó, ơ dài này. Hurt, hurt, hurt. Rồi, có một số tên lưu ý một điều nữa, đó là nếu các bạn tra từ điển, có một số từ điển nó sẽ không ghi phiên âm như thế này. Ví dụ cái chữ hurt, hurt này đúng không? Nó sẽ ghi phiên âm là chữ gồm chữ H này. Chữ U này nó sẽ được phiên âm là ơ dài rồi. Tuy nhiên nó vẫn xuất hiện chữ R. Đó, và chữ T thì cái này vẫn ok, đều được nhá. Bởi vì sao? Mọi người thử thấy là cách phát âm của âm R dài này và các phát âm của chữ R nó khá giống nhau. Cho nên là nó có một số từ điển nó sẽ cắt, nó sẽ bỏ chữ R này đi. Đó, hoặc có một số từ điển nó sẽ để trong dấu ngoặc. Đó. Vậy thì ví dụ cái âm R mình phát âm là R, chữ R mình phát âm là R, nó gần giống nhau thì nên người ta sẽ không để cái âm này nữa. Một số từ điển nó sẽ vẫn cho vào, một số từ điển nó không cho. Thì nhưng mà cách nào vẫn đúng nhá. Đó, mình sẽ đọc từ này là hurt, hurt. Next one. UR này nó sẽ ra âm R này. Burst, burst. Ok, next one. Cái lần thứ hai Thanh đọc thầm, mọi người đọc lại cho cùng với Thanh nhá. Curb. Yes. Curd. Yes. Curl. Yes, ok. Thanh ngồi học đồng một bạn. Okay, cái cách dạy này. Rồi, next one, number 2, số 2. Tương tự thôi ạ. Trong từ có một âm tiết mà xuất hiện UR, mà UR đứng cuối từ hoặc UR cộng một phụ âm, thì UR phụ âm là R. Blur, blow, blur. Yes. Blood, blood, blood. Burn, burn. Church, church. Fur, fur. Chun, chun. Purse, purse. Spurt, spurt. Yes, ok. Đó là cái cách để mọi người có thể đọc lại cùng với Thanh. Anyway, dù sao thì cách nào cũng được, miễn là mọi người phải luyện tập chăm chỉ và đọc thường xuyên, ok. Rồi, đó, bài này thì hôm nay cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Rất là đơn giản và rất dễ. Alright, vậy thì như thường lệ Thanh sẽ có một vài phần homework cho mọi người. Mọi người hãy nhìn vào cái phiên âm và đọc lại cho Thanh những cái từ này. Và nếu mà có thể thì mình hãy quay lại cái khẩu hình miệng để mình đọc cho đúng. Và nếu mà mình vẫn chưa nắm rõ được cái cách đọc đó thì mình có thể search trên từ điển và nghe người ta đọc, sau đó nhái lại theo. Alright, được chưa? Rồi, ok, that's it for today.
Đó là bài học ngày hôm nay, thì Thanh hy vọng bài ngày hôm nay sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người. Và cái chuỗi bài học về đánh vần tiếng Anh này đã đi đến bài số 20 rồi. Thanh đã làm khoảng 30 hoặc 32 bài gì đó, thì chỉ còn 10 bài nữa thôi là chúng ta đã kết thúc một cái khóa học online free, đúng không ạ? Trong mùa corona này, thì Thanh hy vọng là mọi người sẽ chăm chỉ học tập và tích lũy kiến thức dần dần, không nên là vì cái dịch dịch bệnh mà chúng ta có thể lười biếng và chểnh mảng, đúng không? Rồi, ok, that's it. Quan trọng là thói quen thôi ạ. Rồi, đã kết thúc bài học ngày hôm nay, hy vọng là mọi người sẽ đừng quên like và share, subscribe kênh YouTube của Ama English để Thanh có thêm nhiều động lực để làm nhiều các chuỗi bài giảng tiếp theo. Rồi, bye bye, see you.